Hôm nay cô đi mua sắm. Dạ. Mày có muốn đi chung với cô cho vui không? Hả? Có đi hay không? Làm gì mà hả hả vậy? Bà ơi, nếu mà bà muốn con đi chung á thì bà phải nói cho con biết trước, ha không? Để con biết con chuẩn bị quần áo, sửa soạn đồ này kia cho bằng bà chứ. Như rồi sắp xếp công chuyện nhà đồ nữa. Còn nhiều việc lắm, chứ không phải rảnh như bà đâu. Giờ tự nhiên giờ bà ra tới đây cái bà mới nói đi, đâu phải đi là đi được liền đâu. Tóm lại là có đi hay không? Đi. Đi. Đừng có nói mặc đồ này đi với tôi nha. Thì lỡ rồi mặc luôn. À, rồi xong rồi đi tới đó đó, cái con lựa bộ nào đẹp đẹp, cái bà mua cho con ha. Để chứng minh là bà là một người bà chủ tốt ha. Đó, đi đi. Chứ không thôi á, con mặc đồ này á, con đi chung với bà đi ra đường tao quánh giá bà. Bà tự làm nhục bà đó. Làm ơn đi vô thay bộ đồ giùm tôi một cái. Để đi với tôi nhìn thiên hạ đỡ mắc cỡ. Rồi ra đó, thích bộ nào tôi thấy hợp lý tôi mua cho. Chứ không phải là nói kích động rồi muốn cái gì là tôi mua cho cái đó đâu à nha. Thôi, vậy thôi con ở nhà con không đi đâu. Tại vì á, đồ của con á, bộ nào nó cũng giống giống vậy không à. Đâu có bộ nào ra hồn đâu. Với lại á, con ở đây mấy năm rồi, bà đâu có sắm sửa cho con bộ nào đẹp đâu. Ừ, thôi được rồi, bữa khác đi cũng được. Rồi đi tới đó, tôi thấy cái gì đẹp tôi mua cho. Sao? Thích bông hay là thích màu? Thôi. Thôi bà đừng có mua. Để bữa nào con đi chung với bà, rồi con ra đó con lựa luôn ha. Nhưng mà bà yên tâm, con không có lựa đồ hiệu giống như bà đâu. Con chọn đồ rẻ tiền thôi. Nhưng mà cái tánh con cũng kỳ lắm. Con phải thích những cái đồ con lựa thì con mới mặc. Nhưng mà đồ rẻ tiền đi nữa thì cũng phải có màu sắc rồi kiểu dáng phải hợp với con. Chứ mà bà mua bà lựa theo ý bà về, con mặc con hằn học, con tức con khó chịu lắm. Chà, mày cũng thuộc dạng được voi đòi tiên chứ không phải dạng vừa đâu ha. Bà nói vậy là quan cho con rồi. Con thì thằng nào cũng vừa hết, miễn đứa nào nó chịu hốt con là con vui rồi. Thằng Tài chắc nó để yên cho người ta hốt mày chắc. Trời ơi, vậy là con cũng có giá đúng không? Nhưng mà thời buổi bây giờ nha, mà kiếm được thằng nào mà nó thiệt tình thương mình á, khó lắm. Không phải có nhiều tiền là có được tình yêu thiệt đâu. Điều đó có lẽ là đúng. Thôi, tôi đi đây. Dạ, bà đi vui vẻ nha. Dạ thưa bà chủ, tôi có chuyện muốn nói. Tôi bận dữ lắm, có gì nói sau nha. Dạ. Gì? Tía thấy chuyện gì lạ không? Lạ thiệt đó. Tía muốn thưa chuyện với bà. Sao bà đi lẹ quá? Ủa? Tía có chuyện gì vậy? Tía nói với con đi. Coi con có giải quyết được gì cho tía không? Tao không thể giờ mày giải quyết được nỗi buồn của tao. Thôi cái miệng mày tía li à. Con nói nhiều chứ tía li hồi nào? Tía! Vụ này sao giải quyết được. Thôi, mình cũng tự đi giải quyết nỗi buồn của mình. Ý, không được. Vô nhà có ông già rồi, sao giải quyết nỗi buồn được. Đây, tiện thể tưới cây luôn. Một công đôi việc.
Alo, cô muốn gì đây? Tôi muốn hỏi anh, anh có còn về đây nữa không? Để tôi yên. Anh đã được yên quá lâu rồi, bây giờ thì không nữa. Con tôi sắp ra đời rồi, anh không được yên nữa đâu. Ê, má ơi, con vịt nó chết chìm, thò tay xuống dân, cá liềm kiệm nó cắn tay con. Alo, Lâm nghe đây. Alo, Lâm hả? Ba đây. À, chú Sang đây. Con có khỏe không? Dạ, cháu chào chú. Cháu vẫn khỏe chú à. À, con sao rồi? Sao con không qua chỗ chú làm? Dạ, cháu xin lỗi chú nghe. Má hai của cháu cũng đã nói chuyện với chú Hoàng rồi, là để cháu làm bên này. À, con à, chắc là tại mẹ của con hiểu lầm chuyện ngày xưa thôi, cho nên là chú muốn. Thôi cháu phải làm việc đây chú ơi. Thôi cháu chào chú nghe. Dạ. Của ông bà đó không biết tự về thì làm sao tao biết được. Hiểu rồi ha. Xóa đi. Lên. Cậu Kiện, cái gì? Ông bà dặn tôi á, canh chừng cậu ở nhà mà có chuyện gì á là gọi cho ông bà liền. Chị nói gì? Tôi nói là ông bà dặn tôi á, ở nhà canh chừng cậu, có chuyện gì là gọi cho ông bà liền. Nói gì? Tôi nói á là ông bà dặn tôi á, ở nhà có chuyện gì á gọi 113 liền. Cái gì? Gọi 113 hả? Muốn gọi không? Nè, tôi bấm cho. Biết bấm không? Tôi bấm luôn cho nè. Rồi nè, đó. Gọi đi. Con gọi đi. Đây, cảm ơn nha. Alo. Mấy anh ơi, làm ơn tới đây giùm tôi đi, nhà tôi có nguyên một đám giặc quậy luôn nè. Rồi bây giờ nó còn tính hãm hiếp tôi đi. Cái gì vậy? Chị điên hả? Muốn nghỉ việc phải không? Tôi mà không làm như vậy á, tôi mới bị nghỉ việc đó. Bà đã dặn tôi rồi, ở nhà phải canh chừng cậu. Nè, ô xin nhà mày kim luôn bảo mẫu hả? Ê, đừng nói tao mày chưa bảo bú nha. Ê, đừng nói tướng tá gì cũng có sữa cho. Hên xui đúng không em? Vô duyên. Tôi gọi cho bà luôn. Khùng hả? Nhắm làm được thì làm, còn không làm được thì nghỉ đi. Nhà này nuôi ô xin chứ không có nuôi gián điệp nghe chưa. Còn muốn có thêm tiền á
thì nói thằng này ăn tiếng, thằng này cho. Đừng có làm mấy trò như vậy, nhục lắm. Đem ông bà già tao ra hù tao hả? Nè, bản thân của ông bà cũng có ra gì đâu. Ông đi đàn ông, bà đi đàn bà. Chưa bao giờ mà quan tâm chăm sóc cái thằng này hết. Lấy tư cách gì mà dạy dỗ nó? Đừng có tưởng vậy là ngon. Lên. Ở cái gì? Mở nhạc lên. Chào chú. Khoan đã. Đây là nhà riêng của tôi, chứ không phải là địa điểm ăn chơi công cộng. Các cô các cậu làm ơn đừng bao giờ đến đây nữa. Được chứ? À, đã đóng cổng. Dạ. Đừng bao giờ để cho người lạ vào đây. Dạ ông chủ. Bà, bà, bà làm gì vậy? Tụi nó là bạn con mà. Thì sao chứ? Con có thấy bao giờ ba mẹ dẫn bạn bè về đây phá phách chưa hả? Ba mẹ phá phách ở đâu? Ai biết được. Ây da. Mày nói cái gì? Hả? Bụng lão. Con là tuổi trẻ, con chỉ dẫn bạn bè về chơi chút xíu thôi mà. Về chơi chút xíu hả? Dẫn gái về đây nè, nằm ngồi giữa nhà phá phách vậy nè. Mày học thói đặng điếm ở đâu vậy? Nhà riêng chứ không phải là vũ trường hay quán bar. Ba à, tuổi trẻ thì biết chơi chút xíu. Mày mốt bằng tuổi ba hả má? Con không chơi con không có được đâu. Mày nói cái gì hả? Thôi nha, bữa nay con thấy ba bạo lực lắm rồi đó. Thôi được rồi, mấy mốt ba không thích á thì con không có dẫn bạn bè về chơi nữa. Mày cũng biến luôn đi. Nhìn cái mặt cân cân của mày á, tao ngán lắm rồi đó. Bữa nay ba đánh con, còn đuổi con ra khỏi nhà nữa. Sao ba làm giống như con là người dân vậy? Mày không bằng 1% con trai của tao, được con quen. Tao nhịn mày lâu lắm rồi. Cái thứ hư hỏng bất trị như mày á, đáng lẽ phải đánh đòn từ lâu rồi đó. Phải cho mày ra đường. Bụi đời này lê lết như người ta, khổ cực như người ta, mới biết thế nào là lễ độ. Ông có phải là ba của tôi không vậy? Thôi kìa. Thôi mà, hồi nãy giờ không ai tôi nghe hết trơn rồi. Ba đang giận, cậu đừng có đổ dầu vô lửa nữa. Bình thường thì ổng hiền lành ít nói, nhưng mà mấy người vậy á, khi mà giận lên á cục tính lắm, không biết chuyện gì xảy ra đâu. Tôi là thanh niên, cái gì sai trái á thì dùng lời lẽ đàng hoàng mà dạy dỗ. Làm cái gì mà đánh tôi như đánh thú vậy? Ôi cậu đừng có nói nặng lời nữa. Nói nặng lời với cha mẹ quá làm ăn tội bất hiếu đó. Mà cậu á, tôi nói thiệt tình á, cậu cũng phải coi lại cái cách ăn ở đồ của cậu á. Sao bạn bè cứ đàn đúm ăn chơi suốt ngày à? Có con như cậu á, cha mẹ nào mà không giận không buồn chứ? Nói thiệt chứ, tôi mà hả có con như cậu á, chứ tôi đè cậu ra, tôi đánh vô đít cậu lâu rồi đó. Nè đánh đi. Đây, tôi tẩn vậy thôi, chứ tôi mà giờ đánh vô đít cậu vậy chắc tôi khùng thiệt quá. Thôi mà, hạ quả chút đi, ông trời con của cái nhà này. Thôi kệ, ổng là cha mà, ổng tát cậu một cái cũng như tát yêu vậy đó. Đâu có mẻ cái răng, mẻ miếng thịt nào đâu, làm quá. Thôi, hạ quả nha, tôi đi vô bếp ạ. Yêu cái đầu bà chứ yêu. Yêu mà đối xử với tôi vậy đó hả? Sao lúc nào bà cũng có thể đối xử với mình như vậy được chứ? Nè, anh xin lỗi mà. Không lẽ mình giận anh hoài luôn hay sao? Thôi đừng có giận nữa nha. Thiệt tình luôn á. Có vợ rồi mà, tới kiếm em chi nữa. Nè, em biết là bữa đó nó dốc mà. Có bà ngồi kế bên anh không nói vậy, làm sao có tiền kiếm em hả? À. Sao đừng có giận nữa nha. Tưởng có vợ thiệt á, là nghỉ chơi luôn á nha. Em là em không thích dính vô mấy cái chuyện ghen tuông bậy bạ đâu. Phiền phức bực bội. Em nghĩ sao mà bà có thời gian mới ghen với em vậy hả? Bà là bởi chỉ cần anh có đủ sức khỏe để phục vụ bà thôi. Mà cái khoản sức khỏe em biết anh tràn trề như nước lũ mà. Đúng chưa hả? Nhưng mà cũng phải chịu thôi. Tại vì bà là ngân hàng của anh. Mà nè, em không có ghen tuông bậy bạ đó, coi chừng anh em móc mỏ luôn đó. Biết rồi. Đồ quỷ. Đến gọi cho bà. Alo, tôi nè. Alo, đang đâu rồi? Tôi đang đi công chuyện một chút. À. Ừ, lát nữa tôi xong á, tôi ghé qua đón Thành đi ăn nha. Ok. Ừ, thôi được rồi, vậy ha. Bye.
Được rồi. Anh á, cũng chẳng khác gì làm gái tụi em. Đi moi tiền của mấy lão già về để nuôi mấy thằng ma cô. Nè, anh không cần em nuôi nha. Ha, em làm lãi toàn tập rồi còn gì nữa. Chị còn đẹp quá trời. À, tụi em còn trẻ như vậy mà không được như chị á. Tụi em còn trẻ thì cứ lo mà giữ gìn nhan sắc, chăm chút bản thân. Chứ đợi đến lúc già lúc xấu rồi, còn muốn chăm sóc bản thân thì cũng muộn rồi em à. Sao mà lo được hả chị? Ở đây lương của tụi em hả? Lương còn không đủ ăn, muốn chăm sóc sắc đẹp cũng đâu dễ đâu chị. Lắm. Dạ. Xin lỗi con, chú đã dùng cách này để gặp con. Dạ, có chuyện gì không chú? Thật ra cũng không có chuyện gì. Nhưng mà hôm trước á, chú có hứa là chú tặng con một chiếc xe máy để cho con đi làm. Nhưng mà con chưa nhận. Hôm nay chú đến để đưa cho con chìa khóa xe máy. Dạ thôi, con không dám nhận đâu chú ơi. Kỳ lắm. Con không chịu về làm cho chú nữa thì cũng không sao. Nhưng mà con cứ nhận xe máy cho chú vui. Chú không đành lòng thấy con trong hoàn cảnh như vậy. Coi như là chú cảm ơn con vì thời gian qua con làm việc tốt cho chú. Vậy nhé. Dạ không được đâu. Con cảm ơn cái lòng tốt của chú. Nhưng mà thật sự thì con không biết giữa chú với lại má hai con đã xảy ra cái chuyện gì nữa mà má hai cấm con tiếp xúc với chú. Chắc con nghĩ là có lý do hết á. Mà nào giờ má hai của con không bao giờ làm mấy cái chuyện không tốt với con đâu. Con mong chú thông cảm nha. Kìa. Con không được đâu. Lâm. Không được đâu chú ơi. Lâm à, Lâm. Đi đâu đây? Đưa tài liệu. Tài liệu gì? Tài liệu thi thử. Không có thi thử gì hết á. Đôn này người ta xây quanh cái tài liệu này nhiều lắm nè. Cầm về giải cho tôi. Nói rồi, không có thi. Gì kỳ vậy? Mới học được một chút cái giờ đòn không thi làm sao? Ừ, thì bây giờ học giỏi, đổ đạn người ta cũng ghét à. Cho nên tôi cứ vậy á, thoải mái cho cuộc đời con gái. Hả? Thì trước giờ không phải đàn ông hả? Ừ, không, tôi nói lộn. Tôi đây chuẩn men đó nha. Chuẩn hay không tôi cũng cần biết. Tôi chỉ quan trọng là chuyện mấy người học hành cho đàng hoàng, thi cho đậu cho tôi. Tôi nói không nghe hả? Không học hành thi cử gì hết á. Nói gì mà nói nghe được nè. Nè, tôi hứa với má mấy người mà không đậu được tôi phải trả lại tiền đó nha. Đứng lại. Cái thằng học trò trời đánh mày, đứng lại coi. Nè. Gì anh nói em nghe. Gì đông? Nói cái gì? Thì ai biết. Có chuyện gì vậy? Nói em nghe với. Chuyện gì là chuyện gì? Hay không có chuyện gì hết á? Không biết chuyện gì nữa. Mà thấy thái độ bữa nay kỳ lắm nha. Cứ thấy ngồi buồn buồn suy nghĩ gì đâu á. Có chuyện gì hay kể em nghe đi. Trời đất ơi. Cũng ba cái chuyện xàm xí đế tào lao ở ngoài chợ á mà. Đã nói không phải rồi nha.
Ba cái chuyện nào tào lao ngoài chợ á là về em không kịp hỏi, là hai cũng la làng lên hết trơn rồi. Còn bữa nay rõ ràng là có gì đây nè. Nói gì mà không chịu nói gì hết á, cứ buồn buồn hoài à, tôi nghi lắm. Ủa? Ủa tía, tía chào bà chủ về hả tía? Ừ, chắc nay là về trễ nữa rồi. Ủa, mà có chuyện gì vậy tía? Tía nói con nghe được không? Chuyện dài dòng, bà nghe làm gì? Thì kể con nghe một khúc thôi. Mà cái nhà này á nha, dạo này ngộ ghê, giống như là có ma vậy đó. Ông chủ á thì cứ im lặng, thẫn thờ. Còn bà chủ nha, tự nhiên tung tăng hớn hở giống quỷ không? Tía, riết là con cũng muốn biến thành quỷ luôn á tía. Con còn trẻ, con chưa hiểu hết chuyện đâu. Ai cũng có phải suy nghĩ cả. Ai cũng có lúc buồn lúc vui. Đâu có ai chịu cả đời hay là cười hoài như người điên đó con. Con thấy cái chuyện lớn nhất trên cuộc đời này á là cái chuyện không có tiền mới buồn thôi. Mà cái nhà này á thì đâu có nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Chẳng lẽ có chuyện gì mà lớn hơn chuyện hết tiền nữa hả tía? Thôi, chuyện ai nấy lo. Mày còn trẻ, chịu khó suy nghĩ. Sau này cuộc sống rồi, có những trải nghiệm, có những kinh nghiệm mà con sẽ hiểu. Tới một ngày nào đó, ba sẽ thấy rằng là hết tiền không phải là cái chuyện đáng buồn nhất đâu con. Nghi cái gì, nghi cái ngờ. Giờ hai già rồi, không có như xưa nữa, lo đủ thứ chuyện hết á. Sao giờ này chưa thấy thằng Lâm nó về nữa ha? Gì vậy hai? Bữa nay thằng Lâm nó đi làm mà. Đông. Em có nghe nói thằng Lâm nó nói là nó làm ở đâu không? Không biết nó có nghe lời không nữa, mày bực bội. Em thấy bữa nay hai sao sao á. Thằng Lâm á nó ngoan muốn chết luôn. Có đời nào mà nó cãi lời hai đâu mà hai lo vậy? Bởi vậy mới nói. Hai à, có gì hai nói em nghe đi hai. Giờ già rồi, lo cho đủ thứ người hết á. Hai lo cho em nè, rồi lo cho thằng Lâm nè. Trời ơi, không có biết là nó muốn cái gì nữa. Nó nào muốn gì? Hai trời ơi, sao đứng đó hỏi hoài vậy? Đi vô lo nấu cơm cho thằng Lâm đi. Nhỏ về tới giờ không có cơm ăn kìa. Hỏi hoài à. Sao giờ này cũng chưa thấy về nữa à? Chết, bà chủ về rồi. Người ta ra ta mở cửa. Ơ, con cũng vô bếp làm. Để bà chủ tưởng con ngồi không la con. Dạ, thưa bà chủ. Bà chủ cho tôi thưa chuyện với bà một chút được không? À, đi vô trong đi. Bác ngồi đây đi. Dạ. Yeah. Tôi tính thưa chuyện với bà chủ sớm. Nhưng mấy bữa nay thấy bà bận rộn quá đi. Bác mà chờ tôi rảnh á, tôi e là bác không có nói chuyện được đâu. Dạ. Dạ, cũng như trước đây tôi có nói với bà chủ là... Bác à, bác đừng có xưng hô như vậy. Dạ. Dạ, thôi dạ, thôi tôi nói ngắn gọn. Tôi đã tìm được con gái của tôi rồi cô à. Dạ. Trời đất, vậy sao? Dạ. Từ khi nào vậy bác? Chị ở đâu mà sao bác tìm được? Dạ, thì cũng nhờ trời đất thương thôi. Tôi vẫn đăng báo điều đặn, rồi có người biết nó, họ chỉ tới đây. Tụi cha con tôi gặp nhau mừng lắm cô à. Tội nghiệp, cuộc đời nó cũng coi cút cơ cực lắm. Nó nói là tôi về ở với má con nó liền. Nhưng mà tôi nói tôi phải xin phép ông bà chủ đã. Dù sao tôi sống ở đây cũng đã lâu rồi. Ông bà chủ cũng đã đối xử tốt với tôi, cũng có tình có nghĩa. Dạ, cảm ơn bác đã nghĩ như vậy. Dù sao á thì con cũng chúc mừng bác.
Chắc là chị vui dữ lắm ha. Dạ, không phải nói cô ơi, cha con tôi gặp nhau vui lắm. Tưởng là cả đời rồi không được gặp nhau nữa chứ. Bây giờ thì đã được gặp nhau vậy thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi đó. Chị bác định nghỉ ở đây luôn sao? Dạ, chắc vậy quá cô. Bởi vì cha con tôi xa nhau cả đời rồi, bây giờ mới gặp nhau. Chẳng lẽ tôi cũng đi làm rồi. Dạ, tôi hiểu mà, không sao đâu. Dạ. Bác định khi nào bác đi? Dạ, bây giờ thì trời cũng gần tối rồi. Chắc sáng mai tôi đi sớm. Đồ đạc của tôi thì không có bao nhiêu hết á. Thu dọn chắc cũng lẹ thôi à. Dạ. Vậy thì sáng mai trước khi đi á, bác nhớ nói tôi trước một tiếng. Tôi có món quà gửi cho con gái của bác. Dạ thôi. Bác đừng có từ chối. Đây là tấm lòng của tôi. Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ. Ở trong căn nhà này á, tôi chỉ nói chuyện được mỗi mình bác thôi. Vậy mà bây giờ bác đi rồi á, tôi lại cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sống đến tận tuổi này tôi hiểu mà. Nhìn thấy cô á, tôi biết hết mọi chuyện. Tiền bạc thì đầy đủ, mà tâm trạng thì lại không vui. Cảm ơn bác đã hiểu. À thôi, cô mới về chắc cũng mệt mỏi rồi. Cô về vô trong nghỉ ngơi nha. Dạ. Ba không ngủ ba? À, ba ngủ không được. Con đi ngủ đi. Nói gì kỳ vậy? Ba của mình ngồi ngoài trời sương gió kiểu này làm sao mà mình đi ngủ được? Con cứ ngủ trước đi, rồi chút xíu ba vô ba ngủ sau. Ngủ sớm nha ba. Ừ. À, Thư à? Dạ. Ừ. Ba có chuyện muốn nói với con một chút. Con ngồi đó đi. Chuyện là vậy, ba thấy chị hai với cô Đông á chuyển qua chỗ mới lạ nước lạ cái quá, rồi kẹt buôn bán nữa, không có thời gian để mà chăm sóc mấy đứa nhỏ. Còn ba thì bây giờ cũng rảnh rỗi, ba tính tính gì sao tự nhiên nói khúc tính im nghe à? Ba tính chuyển qua gần nhà của chị hai với cô Đông để tiện bề mà chăm sóc cho cô Đông với lại mấy đứa nhỏ. Nhưng mà cái khúc này mình làm rõ chút xíu đi. Trong cái này nó có hai vế là vế cô Đông và vế mấy đứa nhỏ đúng không? Mấy đứa nhỏ thì gồm có thằng Bi và thằng Lâm. Thằng Bi á, thì nó nhỏ thiệt nhưng mà nó cũng là vị thành niên rồi, là nó biết tự lo cho mình rồi. Thằng Lâm á, thì là nó đi làm rồi cho nên không cần lo cho nó nữa. Thì chỉ còn lại cô Đông thôi. Thì giờ ba chọn cô Đông hay là chọn mấy đứa nhỏ? Thì nói chung là cả hai sao được mà cả hai trời, trong khi mà hai cái đứa này mà ba chọn cái gì, chọn người lớn hay mấy đứa nhỏ? Thôi tao nói mà bây giờ người ta yêu cô Đông đi mà. Nè đừng có nói vậy nha, mang tội chết đó con ơi. Nó bậy làm gì mang tội, mà nói bậy mang tội thiệt. Nhưng mà con đâu có nói bậy đâu. Nè đừng có nói vậy, ba nói thiệt với con chứ ba có lỗi với hai người đó nhiều lắm. Cô trả cả đời cũng trả không hết được đâu. Ta nói gì? Sao ba có lỗi với hai người đó? Chuyện là vậy, hồi xưa... Thôi, cô đừng nên biết chuyện này làm cái gì. Chỉ biết một điều á, ba có lỗi với cô Đông, ba có lỗi với chị hai nhiều lắm. Cho dù có trả cả đời cũng không hết được. Hết kiếp này trả không hết thì kiếp sau ba vẫn muốn trả nợ tiếp cho người ta, để đỡ áy náy lương tâm của ba đó mà. Anh hoàng hôn chiều nay nghiêng bóng, để lại những nỗi nhớ với đây. Theo thời gian chỉ còn lại trong giấc mơ của ngày hôm
khi tình yêu chìm vào lầm lỗi. Dạ con cảm ơn chú, nhưng mà thật sự thì con cũng không biết giữa má hai và chú đã xảy ra cái chuyện gì nữa mà má hai của con cấm con tiếp xúc với chú. Mà con nghĩ là chắc có lý do mà nào giờ má hai của con không bao giờ làm cái chuyện không tốt với con đâu. Thôi chú thông cảm nha, con không giận được đâu chú. Đó ơi mà. Rồi nuối tiếc khi nhận ra chẳng còn gì nữa. Buồn vui giờ đây ngồi lạnh theo những đêm thâu. Một màn tình yêu còn mãi và tha thứ cho nhau để những lầm lỗi. Nói cái gì mà con không hiểu vậy? Thà là giờ kể cái câu chuyện cho con nghe đi rồi con biết ba nợ nần sao. Con biết lỡ nhiều quá sau này con phụ ba con trả. Tự nhiên kể có ấp úng tao không có hiểu gì hết trơn. Thôi đi. Biết vậy là được rồi, nhiều chuyện chi. Hổ tới không à. Thôi đi vô ngủ đi. Nói gì mà nói được. Người ta đã mất ngủ rồi. Ra còn nói chuyện ấp úng kiểu đó. Tự nhiên nói ban tội gì. Giờ làm sao mà nghe cái câu đó mà ngủ được trời. Nè, mất ngủ tự nhiên đổ thừa tôi rồi nha. À, vịnh cớ hả? Đúng nói chưa? Gì? Dạo này ba thấy con kỳ lắm nha. Lúc con giặt đồ nè, lúc con rửa chén nè, lúc con nấu cơm nè, tự nhiên tủm tỉm cười mình. Nghi lắm nha. Trời đất ơi. Thì con còn trẻ, con có nhiều bạn bè, con có nhiều câu chuyện cười, cho nên con mắc cười. Chỗ trên bà làm như con như ba vậy, không có câu chuyện gì cũng cười nữa. Tưởng như mà con yêu giống ba, ở đâu có đâu. Vậy là con gái của ba vô duyên vô dụng vậy, ai thèm yêu. Vậy à nha, con gái tôi có duyên lắm à, gà tôi nuôi tôi biết à. Chẳng qua là chưa có anh chàng nào mà vừa ý đem ngựa vàng, kiệu vàng để rước con của ba về dinh thôi. Mà nè, nói tới vụ đó phải cẩn thận rồi nha. Đàn ông con trai bây giờ nó ghê gớm dữ lắm, thối hư tật xấu đầy hết luôn. Con á, phải chọn bạn mà chơi, chọn người đàng hoàng mà lấy. Chỉ cần sai một bước á, là đi cả đời luôn á, khổ luôn á, biết chưa? Ba nghĩ sao mà con tin tụi nó vậy trời ơi. Con nói cho ba biết, ví dụ như là cái thằng học trò của con nè, cái thằng mà nhỏ hơn con 2 tuổi á. Ừ. Trời đất ơi. Con tưởng đâu á là con uống nắng được nó rồi, đưa nó vô nề nếp rồi, định hướng cho nó được tương lai rồi. Cái tự nhiên cái nó quay lưng cái rụp cái 180 độ luôn. Trở tay không kịp luôn. Con bị thất vọng liền. Tại trong đầu mình á là mình suy nghĩ là mình đã chinh phục được nó. Không, mình đã uống nắng được nó rồi, mình đã dạy dỗ. Nè. Con có lẫn lộn giữa cái chuyện mà dạy học với chuyện chinh phục không vậy? Sao mà lộn được? Trời đất ơi, con đầu hai thứ tóc rồi. Ê, bậy rồi đó, tôi đó nha, nói lộn người rồi đó. Ở chiều đầu ba hai thứ tóc thì đầu con là có sạn rồi. Có sạn. Đầu có sạn rồi, con sao mà lộn hai chuyện đó, rõ ràng nó là dạy dỗ. Nói chung là đầu con nhiều sạn đúng chưa? Đúng. Chính vì đầu con nhiều sạn cho nên ba mới lo. Ba thấy cái nhà này á đang tồn tại một trái bom nổ chậm. Mà không biết nó nổ lúc nào. Mà không có nổ gì hết. Người ta nói cái chuyện đó là dạy dỗ. Chứ con là bà nội của nó rồi. Làm gì mà có cái chuyện đi ngủ rồi. Ngồi nói chuyện tiếp mà Thư. Thư. Nó lớn rồi. Trời đất ơi, em tới đây làm cái gì vậy? Anh đã dặn em rồi, không bao giờ được đến đây nghe chưa? Từ bây giờ,
Nếu như em muốn tới đây á thì em tới. Còn nếu anh cứ tiếp tục đối xử với em vậy thì em sẽ tới nhà anh. Trời đất ơi, cô có bị điên không vậy? Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận với nhau, bây giờ tự nhiên em dở chứng vậy? Em không cần biết anh thỏa thuận gì hết. Em chỉ biết bây giờ em đang có thai, em phải dành cha cho con em chứ. Nhưng đứa con này là do cô muốn mà. Thì đúng là do em muốn, bởi vì nó là con anh mà. Tội nghiệp đông quá. Nếu như mà em biết thằng Sang nó đã xuất hiện lại và nó cướp đi con của mình á, thì em phải làm sao? Không chừng em bị điên trở lại nữa quá. Mà nếu như vậy thì cái chuyện cứu chữa chắc là vô phương. Cho nên vậy chị phải giấu, phải giấu tuyệt cái chuyện này mới được. Thôi được rồi, bây giờ em nói đi. Em cần cái gì ngoài tiền? Cụ thể em cần cái gì từ tôi? Ngoài tiền ra, em muốn là anh phải dành thời khóa biểu với em như trước. Với lại anh phải quan tâm em hơn trước, bởi vì bây giờ ngoài em ra em còn có con nữa. Nói thiệt nha, dạo này anh gặp nhiều chuyện rắc rối lắm. Anh cần phải giải quyết, chứ không phải là anh lơ là với em đâu. Thôi được rồi, để khi nào anh giải quyết xong á, Anh sẽ ghé nhà em được không? Anh gặp chuyện rắc rối là chuyện gì? Thì trời đất ơi, cái chuyện của anh em quan tâm là cái gì? Em đừng có đi quá xa. Thôi bây giờ nghe lời anh đi, đi về giùm anh đi ha. Rồi, chứ nếu mà em cứ vậy hoài á, anh không quan tâm ráng chịu á. Nếu vậy chiều mai anh ghé nha, em có chuyện muốn bàn với anh. Thôi được rồi, nếu anh ghé được anh sẽ ghé. Vậy ha. Thôi để anh ra kêu taxi cho em nha. Thôi được rồi, em tự về được. Sống với anh bao nhiêu năm nay em tự lo cho em hết, chứ có dựa dẫm vào anh đâu. Nội, cái chuyện mà dựa vào đồng tiền của anh mà sống là quan trọng nhất rồi. Không lẽ bây giờ em bắt anh phải phục dịch những chuyện cá nhân của em sao? Sao mỗi lần nói chuyện với anh á là anh cứ đem chuyện tiền bạc ra chặn hỏng em không à? Thì em đừng có làm mọi chuyện rối tung rối mù lên. Em ít hy vọng vào người ta đi, để khỏi gặp phải thất vọng. Thôi em về đây, nói chuyện với anh thêm mất mệt à. Nhưng mà nói thiệt, nếu hồi đó không có em á, thì tôi cũng không biết cuộc đời của mình nó có thể khác đi được không nữa. Nhưng mà liệu khác đi như vậy, tôi có hạnh phúc không? Nhìn cái kiểu này là biết nè, thương con nè, đó, chiều chồng nè, đó. Như vậy là gì là khoái dữ lắm rồi đó. Thôi dì ơi, con á không có dám mơ cao đâu, nó không té đau nữa. Với lại con cũng chưa có muốn chồng. Mà thôi, để con đi bán, chứ không thôi á trễ. Dạ thưa dì, con đi. Rồi, nhìn nó mắc cỡ kìa. Nhưng mà cái tính tự ti mà cảm như vậy nè, cái số không được làm bà sống giàu sang sung sướng rồi. Tội nghiệp ghê. Mình không có cái số làm bà như người ta, nhưng ít ra cuộc đời của mình còn có một người đàn ông chân tình theo đuổi mình. Vậy còn hơn là cái đứa có cái số làm bà mà cướp chồng của em gái mình. Chắc gì như vậy người ta đã hạnh phúc đâu.
Giờ này mà cô ngồi đây không mặc áo khoác coi chừng bị nhiễm lạnh đó. Bác à, bác có thể gọi con bằng con được không? Cũng hơn 20 năm rồi, chưa ai gọi con như vậy hết. Bác làm ơn. Vậy sao vậy con? Bác không biết trong nhà này đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà con à, cuộc đời luôn tạo cho ta sóng gió để mình đương đầu với nó. Dù có chuyện gì đâu, con cũng phải cố gắng giữ cho tâm mình thanh thản chứ. Con chỉ cần một người như bác có thể lắng nghe con. Con không cần điều gì hết. Đôi khi con không cần một người thấu hiểu con. Thật sự con cô đơn quá. Tội nghiệp cho con. Nhưng bác muốn hỏi con một điều, con đừng cho là bác tò mò nghe. Dạ, bác cứ hỏi. Bác cứ thắc mắc tại sao không nghe thấy con và cả ông chủ nữa nhắc nhở gì tới cha mẹ của mình hết. Vậy họ ở đâu? Họ đã từ bỏ con, và cả anh ấy cũng vậy. Sao? Có chuyện vậy sao? Phần ông ấy thì con chỉ nghe vậy thôi, nhưng còn về phần con, tất cả đều là lỗi con hết. Bác không biết con có lỗi gì, nhưng không có cha mẹ nào muốn từ bỏ con cái của mình hết con à. Chắc có đó bác. Nói bác nghe được không? Tất cả đều là lỗi do con. Lúc đó con còn nhỏ dại quá, lại là con gái con nhà giàu, có chút nhan sắc. Tất cả những gì bạn bè đồng trang lứa con mơ ước, con đều có hết. Còn sống kêu ngạo, khinh thường mọi người, đó cũng là căn nguyên